Xin chào các khán giả yêu quý. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với một thông tin rất vui về công nghiệp quốc phòng nước nhà. Truyền thông Nga đưa tin, Việt Nam thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa chống hạm bờ biển, trang bị tên lửa hành trình VCM-01. Hy vọng, sản phẩm nội địa trở thành sự bổ sung thành công cho các tổ hợp Bani của Nga đang được biên chế cho lực lượng phòng thủ ven biển Hải quân Việt Nam. Sputnik đã đề nghị chuyên gia quân sự của Nga bình luận về thực tế này. Việt Nam đang ngày càng tự lực dựa vào tiềm lực của chính mình để bảo đảm khả năng phòng thủ. Cho đến nay, đó là thông qua việc mua giấy phép sản xuất các hệ thống vũ khí nước ngoài và dần dần nội địa hóa tại các cơ sở trong nước. Đây là con đường đã được chứng minh là đúng đắn. Việt Nam là một quốc gia có biển. Việc bảo vệ bờ biển dài là một trong những nhiệm vụ chính. Khoảng 2 năm trước, có thông tin nói về việc lắp ráp tên lửa hành trình chống hạm VCM-01 phiên bản Việt Nam từ tên lửa KH-35UE của Nga đã bắt đầu tại nhà máy Z-189 Hải Phòng. Trong danh mục của Rosoboneport, KH-U-35UE được định vị là tên lửa chống hạm chiến thuật tầm xa, độ chính xác cao với hiệu ứng tàng hình và có đường bay thay đổi để vượt qua các hệ thống phòng không hiện đại đối phương. Được thiết kế để tiêu diệt các tàu chiến, tàu vận tải đơn lẻ và theo nhóm, hệ thống dẫn đường tên lửa tích hợp nhiều thành phần quán tính, vệ tinh, radar chủ động, thụ động. Tầm phóng 260 km, trọng lượng phóng 550 kg, trong đó 145 kg đầu đạn. Tên lửa có tốc độ cận âm Mach 0.85, độ cao bay từ 200 đến 10.000 mét. KH-U-35UE có thể được trang bị cho hệ thống tên lửa tấn công đối hạm Uran-I, hệ thống cơ động ven biển Bani và Rubek-ME cũng như trên máy bay chiến đấu và trực thăng. Khó có thể nói tên lửa Việt Nam duy trì được các đặc tính hoạt động so với nguyên bản đến mức nào. Chắc là đúng, thông tin từ các nguồn mở cho biết, việc nội địa hóa đã làm thay đổi, đặc biệt là thiết bị điện tử bên trong. Các thành phần cho VCM-01 do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Viettel Military Industry and Telecom Group cung cấp. Chúng ta không những chỉ nội địa hóa tên lửa mà còn chủ động được luôn cả hệ thống phóng. Mới đây, báo Rossiya Gazeta đưa tin về các cuộc thử nghiệm bệ phóng tên lửa chống hạm VCM-01 của Việt Nam. Nó khác với Bani của Nga ở chỗ đặt trên khung gầm nhẹ hơn và tải trọng nhỏ hơn. Lợi thế khách quan của vũ khí Việt Nam có thể là thời gian triển khai nhanh hơn và mức độ cơ động cao hơn. Cơ động như du kích, khai hỏa và nhanh chóng rời khỏi vị trí. Chuyên gia quân sự Vladimir Kanozov cho biết thêm, đây là xu hướng toàn cầu. Các quốc gia trước đây chưa có các hệ thống vũ khí phức tạp đang cố gắng tạo ra thứ gì đó của riêng mình. Đối với Việt Nam, đã được trang bị các tổ hợp Bani của Nga với tên lửa KH-35UE. Việc phát triển vũ khí nội địa dựa trên hệ thống tương tự hiện có của nước ngoài là việc hợp lý. Tôi không nghĩ tên lửa chống hạm VCM-01 của Việt Nam được sửa đổi nhiều so với nguyên mẫu về thiết kế, như thường nói là về phần cứng. Còn về phần mềm, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Xây dựng hệ thống phóng của riêng mình cũng có ý nghĩa bằng cách chế tạo bệ phóng trên khung gầm hạng nhẹ. Phía Việt Nam có thêm cơ hội ứng phó linh hoạt hơn với các mối đe dọa từ biển. Nếu bước đầu tiên của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong việc tạo ra vũ khí phòng thủ ven biển thành công và các công việc được tiếp tục, thì chúng ta chỉ có thể vui mừng cho Việt Nam. Họ đi theo con đường tương tự mà Ấn Độ đã thực hiện với tên lửa Mach 1. Trong bối cảnh phức tạp như hiện nay, chúng ta rất cần những vũ khí mới lạ, tự chủ như thế này để răn đe nhiều mối nguy từ bên ngoài. Với sự phát triển như hiện tại, tôi tin rằng không lâu nữa chúng ta hoàn toàn có thể tự chủ được thêm các loại khí tài mới hiện đại và uy lực hơn gấp nhiều lần, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ tổ quốc của lực lượng vũ trang nước nhà.